Thưa quý vị, Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 7 tới đây. Ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong khi cả nước có một kỳ nghỉ trọn vẹn, thì các đội tuyển thể thao quốc gia lại căng mình thi đấu và tập luyện nhằm đạt được mục tiêu giành từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic. Hiện Việt Nam mới có 5 suất chính thức, trong khi đó thời gian từ nay đến tháng 7 cũng không còn nhiều. Sau 18 tháng bị án phạt vì doping, từ đầu năm nay, chân chạy Quách Thị Lan đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia. Dự kiến Quách Thị Lan sẽ cùng đồng đội tham dự giải Điền kinh vô địch châu Á 2024 tại Thái Lan vào tháng 6. Đây sẽ là cơ hội cuối để Điền kinh Việt Nam tranh suất tới Paris. Khi mà được gọi lên đội tuyển thì em cảm thấy rất là vui ạ, vì mình được quay trở lại và được thi đấu. Và bọn em với đồng đội cũng đang phải sắp tới thì cũng đang cố gắng thi đấu cũng như là tập luyện để mang cái thành tích tốt ạ. Trong số các đội tuyển, bắn súng với lực lượng đồng nhất cũng được kỳ vọng sẽ giành thêm suất đến Pháp mùa hè năm nay. Niềm hy vọng số 1 là nhà vô địch ASEAN 19 Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Bọn em cũng có tập trung hơn vào những cái bài tập đặc biệt cho Olympic, ví dụ như là chung kết cũng như là về mặt thể lực ấy, bởi vì trước khi đến Olympic thì bọn em phải đi thi đấu, đi tập huấn nhiều thì cũng cần phải có một cái sức khỏe tốt. Ngoài tìm kiếm các suất mới tham dự, bắn súng Việt Nam đã chắc chắn có 2 suất giành được dự Olympic của xạ thủ súng trường Lê Thị Mộng Tuyền và Trịnh Thu Vinh. Hiện tại các vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với cường độ cao. Theo huấn luyện viên trưởng Park Chung-gun, các bài tập của tuyển bắn súng Việt Nam được tập luyện nâng cao về chuyên môn và tâm lý. Tụi em có đi tập theo buổi tối và sắp tới tụi em cũng cùng đội đi tập huấn Hàn Quốc để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Là một trong 2 vận động viên của bắn súng Việt Nam vé tham dự Thế vận hội thì em cũng rất là vui và vinh dự vì điều đó. Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất thôi. Next April is in Brazil. Tháng 4 tới chúng tôi sẽ có một giải diễn ra tại Brazil. Đây là giải đấu mà chúng tôi hy vọng sẽ có thêm suất cho vận động viên tham dự Olympic. Chúng ta hiện đã chắc chắn có 2 suất cho 2 vận động viên nữ ở nội dung súng trường tại Olympic, nhưng chúng tôi muốn có nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được nhiều suất nhất có thể. Sau đó chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho Olympic tại Paris, phấn đấu để có huy chương. Chúng tôi mong muốn tại kỳ Olympic này sẽ có một Hoàng Xuân Vinh thứ hai. Ngoài điền kinh, bắn súng, các đội tuyển khác cũng đang miệt mài tập luyện để phấn đấu có thêm suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Mới đây, Cục Thể dục Thể thao đã ban hành quy định về chế độ dinh dưỡng đặc biệt, gấp đôi mức bình thường dành cho các vận động viên Olympic. Việc mới có 5 suất tham dự là con số chưa đạt kỳ vọng, và ngành thể thao sẽ tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các vận động viên một cách tốt nhất trong giai đoạn này.